Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến những bộ phim về khủng long từng được công chiếu thì khỏi cần kể cũng biết, Jurassic Park năm 1993 là cái tên đứng đầu trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Ngay cả những bộ phim khủng long sau này, kể cả những phần hậu truyện của chính Jurassic Park cũng chưa chắc đã vượt qua được cái bóng quá lớn của tác phẩm do Steven Spielberg đạo diễn. Những loài khủng long xuất hiện trong phim cũng để lại dấu ấn cực kỳ đậm nét, chẳng như T-Rex hay Velociraptor, bất kể những phàn nàn như sự thiếu chính xác về mặt khoa học của các con khủng long. Trong số tất cả những khủng long đã từng xuất hiện trong phim thì Dilophosaurus có một vị trí đặc biệt. Dù không có nhiều thời lượng xuất hiện nhưng Dilophosaurus vẫn luôn để lại ấn tượng đậm nét và thường đóng vai nhân vật trừng trị những kẻ phản diện, chẳng hạn như Dennis Nedry hay ông chủ của Biosyn, Lewis Dawson. Khả năng phun độc làm tê liệt con mồi và xòe mang đe dọa của Dilophosaurus trong phim cũng hết sức ấn tượng. Vậy thì Dilophosaurus trong thực tế là loài khủng long như thế nào? Có giống như trên phim hay không? Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Dilophosaurus, một trong những con khủng long độc đáo của kỳ Jura, vốn từng được người da đỏ Navajo ở Mỹ tôn thờ và sợ hãi như một quái vật huyền bí. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Dilophosaurus là một chi khủng long theropod ăn thịt có niên đại khoảng 186 triệu năm trước, tức vào thế Jura sớm và sống ở vùng đất là Bắc Mỹ ngày nay. Mẫu vật đầu tiên của chi khủng long này được khám phá vào năm 1942 tại khu vực phía bắc bang Arizona bởi nhà cổ sinh vật học Charles Lewis Camp, khi đó đang làm việc cho Đại học bang California. Sở dĩ Charles có mặt tại đây là bởi ông đã nghe được một tin đồn trong cộng đồng người da đỏ Navajo địa phương về xác của những con quái vật bị giết và giam cầm trong đá, nhưng vì oán khí ngút trời của chúng mà xác của chúng không thể bị tiêu tan theo thời gian. Khi nghe tin đồn này thì Charles đã ngờ ngợ cho rằng đó là hóa thạch và quyết định tự mình đi kiểm chứng. Người Navajo vốn biết những cái xác đó nằm ở đâu, nhưng họ tin rằng bóng ma của những quái vật này vẫn đang ẩn náu bên trong những cái xác và bất kỳ sự đụng chạm nào cũng có thể mở phong ấn khiến chúng thoát ra. Bên cạnh những cái xác thì người Navajo còn từng phát hiện ra những dấu chân bí ẩn trên đá, được họ gọi là dấu chân thằn lằn khổng lồ. Cũng như những cái xác, người Navajo cũng giữ sự tôn kính và thực hiện thờ cúng đối với những dấu chân này. Khi Charles Lewis Camp đến thì ông được một người Navajo bản địa tên là Jess Williams cho biết đã từng tìm thấy một số xác quái vật huyền bí như vậy tại một khu vực được gọi là hệ tầng Kayenta, gần thành phố Tuba thuộc xứ Navajo, một lãnh thổ bán tự trị của người da đỏ Navajo ở Mỹ. Charles nhờ Jess dẫn mình đến đó và khi đến nơi, Charles kinh ngạc khi phát hiện ra nhiều bộ xương khủng long trong đá phiến, sắp xếp thành một hình tam giác với một cạnh dài đến hơn 9 mét. Chỉ nghe thôi là đã thấy tín hiệu của vũ trụ rồi đấy. Sau quá trình xem xét cẩn thận thì Charles Lewis Camp nhận thấy có tổng cộng 3 bộ xương. Bộ xương thứ nhất có tình trạng bảo quản tốt nhất, gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu phần trước của hộp sọ, một phần xương chậu và một số đốt sống. Bộ xương thứ hai thì bị xói mòn khá nhiều, chỉ còn lại phần trước hộp sọ, hàm dưới và một số đốt sống, xương chi và xương bàn tay. Bộ xương thứ ba là bị xói mòn tệ nhất, chỉ còn vài đốt sống mà thôi. Sau 10 ngày làm việc thì Charles cùng đội ngũ của mình đã hoàn thành khai quật 2 bộ xương đầu tiên, bọc chúng trong thạch cao và đưa lên xe tải để trở về nơi nghiên cứu. Bộ xương thứ ba thì gần như đã bị hư hỏng hoàn toàn. Quá trình xử lý các mẫu vật kéo dài suốt 2 năm. Thật may là một số phần bị thiếu của bộ xương thứ nhất như hộp sọ có thể được bổ sung bằng bộ xương thứ hai, trong khi đó xương chậu và bàn chân thì họ dựa vào bộ xương của Allosaurus để phục dựng. Phải đến năm 1954 thì nhà cổ sinh vật học Samuel Paul Wells mới hoàn thành nghiên cứu mô tả sơ bộ loài khủng long này và định danh nó như một loài mới thuộc chi Megalosaurus với tên lai là Wetherilli, theo tên của John Wetherill, một thành viên của hội đồng chính quyền xứ Navajo được xem là bạn của các nhà khoa học. Sở dĩ Samuel đặt loài mới vào chi Megalosaurus bởi sự tương đồng về tỷ lệ chi giữa chúng với nhau, đồng thời ông cũng không chỉ ra được khác biệt nào đáng kể giữa chúng. Đến năm 1964 thì Samuel Paul Wells quay trở lại thành phố Tuba để tìm cách định tuổi hệ tầng Kayenta và bất ngờ phát hiện một bộ xương khác nằm cách các bộ xương đầu tiên chỉ khoảng 400 mét. Đó thậm chí còn là một mẫu vật hoàn chỉnh hơn các mẫu vật trước đó và thuộc về một cá thể trưởng thành, lớn hơn 1/3 so với mẫu định danh. Điều quan trọng là ở mẫu vật này, Samuel còn phát hiện sự hiện diện của những phiến xương mỏng nằm phía trên hộp sọ, giống như hai cái mào. Khi xem xét lại các mẫu vật đầu tiên thì Samuel nhận ra chúng thật sự cũng có mào, nhưng đã bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra đó là mào nữa. Cũng từ đó thì Samuel nhận ra loài khủng long ăn thịt Bắc Mỹ này và Megalosaurus Buckleyi không thể cùng một chi với nhau và cần phải được định danh lại. Vậy là vào năm 1970 thì ông đã đặt ra danh pháp Dilophosaurus, mang ý nghĩa là thằn lằn hai mào, đồng thời giữ nguyên tên loài Wetherilli và do đó, chúng ta có danh pháp hai phần của loài khủng long này là Dilophosaurus Wetherilli. Ngày nay chúng ta biết rằng Dilophosaurus,
Dù nếu đặt trên bàn cân với những con khủng long ăn thịt khác có niên đại muộn hơn thì nó chỉ như một bé tiểu học so với những học sinh cấp 3, thì vào thời của mình nó vẫn là một trong những con khủng long ăn thịt lớn nhất, cũng như là kẻ săn mồi lớn nhất Bắc Mỹ vào thế Jura sớm. Mẫu vật lớn nhất có cân nặng ước tính khoảng 400 kg, dài khoảng 7 m và hộp sọ có chiều dài khoảng 59 cm, có thể coi là một chiếc hộp sọ lớn so với chiều dài cơ thể của nó. Điểm nổi bật nhất của Dilophosaurus cũng là đặc điểm đã làm nên tên gọi khủng long hai mào, chính là cặp mào khá cao, mỏng nằm dọc phía trên hộp sọ, được hình thành từ phần mở rộng của xương mũi và xương tuyến lệ. Simon Paul Wells nhận thấy cặp mào của Dilophosaurus có vẻ khá giống mào của đà điểu Cassowary, trong khi Adam Moss và đồng nghiệp tin rằng chúng từng được bao phủ bằng một lớp keratin đã tiêu biến trong quá trình hóa thạch, giống như mào của chim chỉ sao. Do đó, những chiếc mào này thậm chí có thể còn lớn hơn khi con vật còn sống so với hóa thạch. Ngoài ra thì những chiếc mào này có thể có sự khác biệt giữa các giai đoạn trưởng thành khác nhau của con khủng long, dù các nhà cổ sinh vật học cũng không dám chắc chắn. Bên trong mào cũng có thể có những khoang khí. Cũng như một số đặc điểm gây tranh cãi ở những con khủng long khác, chiếc mào của Dilophosaurus được dùng để làm gì vẫn khiến các nhà cổ sinh vật học tranh luận không ngừng. Các giả thuyết được thảo luận nhiều nhất bao gồm điều hòa nhiệt độ, hay để nhận diện loài, để trang trí hay thu hút bạn tình trong mùa sinh sản. Giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất trong thời gian gần đây đó là chiếc mào này có vai trò hỗ trợ trong việc thu hút và lựa chọn bạn tình, và những khoang khí có thể có công dụng hỗ trợ làm cho chiếc mào nổi bật hơn. Là một con khủng long ăn thịt thì người ta cũng rất chú ý đến những khía cạnh hỗ trợ khả năng săn mồi trên bộ xương của Dilophosaurus. Chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn với khoảng 12 chiếc cho mỗi bên xương hàm trên và 17 chiếc trên mỗi bên xương hàm dưới, cộng lại là khoảng 58-60 chiếc. Những chiếc răng này khá dài, mảnh và cong nhẹ về phía sau, phần gốc tương đối nhỏ. Răng xương hàm dưới nhỏ hơn so với xương hàm trên. Trên răng có khoảng 31-41 răng cưa ở cạnh trước và từ 29-33 răng cưa ở cạnh sau, giúp chúng cắn xé thịt dễ dàng hơn. Trong mỗi hốc răng lại có những chiếc răng thay thế, giúp đảm bảo hàm răng của chúng luôn ở trong tình trạng tốt nhất để săn mồi. Wells từng cho rằng Dilophosaurus không phải con khủng long có lực cắn quá mạnh, do giữa xương trước hàm trên và xương hàm trên có một khoảng hở nhỏ, và do đó nhiều người nghĩ rằng nó ăn xác thối là chính thay vì tự mình săn mồi. Nhưng đến năm 1986 thì một nghiên cứu của Robert Barker lại khẳng định rằng Dilophosaurus với cái cổ và hộp sọ lớn, răng khỏe thì hoàn toàn đủ sức săn được những con mồi lớn, thậm chí là bất kỳ loài ăn thực vật nào sống cùng thời với nó. Một số nhà cổ sinh vật học khác thì tin rằng Dilophosaurus phù hợp với việc săn những con mồi nhỏ, thậm chí có thể ăn cá. Những nghiên cứu gần đây hơn thì lại phát hiện ra hộp sọ của Dilophosaurus không hề yếu như người ta từng nghĩ. Ngoài ra còn có những vết răng của Dilophosaurus trên xương của khủng long dạng chân thần lằn như Ceratosaurus. Dù không thể phủ nhận đây có thể là kết quả của việc ăn xác thối, nhưng những dấu vết này lại cho thấy hàm của Dilophosaurus đủ mạnh để cắn xuyên tới xương. Những khám phá mới về hô hấp của Dilophosaurus cũng là bằng chứng về tốc độ trao đổi chất mạnh mẽ ở con khủng long này, cho thấy nó là một động vật nhanh nhẹn và linh hoạt. Chúng cũng có thể dùng đôi tay khá lớn của mình để giữ chặt và gây thương tích cho con mồi bằng móng vuốt. Vì thế, các nhà nghiên cứu tin Dilophosaurus từng là kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, hơn là một loài ăn xác thối như trước đây. Cùng hệ tầng với Dilophosaurus còn có một số theropod ăn thịt khác, chẳng hạn như Megalosaurus hay Kayenta venator, nhưng chúng không thể đạt đến kích cỡ của Dilophosaurus. Trong khi đó, thức ăn của Dilophosaurus có thể bao gồm khủng long dạng chân thần lằn như Ceratosaurus hay khủng long mang giáp cỡ nhỏ Scutellosaurus, bên cạnh các nhóm động vật khác. Vậy thì Dilophosaurus trên phim khác với Dilophosaurus thực tế như thế nào? Trong phim, chúng ta có thể thấy những con Dilophosaurus có kích thước nhỏ hơn nhiều so với kích thước ước tính của mẫu vật lớn nhất, vốn có thể so sánh với kích thước của một con gấu nâu Bắc Mỹ trưởng thành. Dù vậy thì một số nguồn thông tin cho rằng Dilophosaurus trên phim là những cá thể còn non và chưa trưởng thành hoàn toàn. Tuy nhiên, hai chi tiết khả năng phun độc và xòe mang để đe dọa con mồi thì lại là chế cháo hoàn toàn của tác giả tiểu thuyết Michael Crichton và đoàn làm phim. Tác giả Michael Crichton cho con vật khả năng phun độc để giải thích các săn mồi của Dilophosaurus so với lực hàm được cho là yếu của chúng. Còn chiếc diềm xòe lấy cảm hứng từ thần lằn diềm hiện đại với mục đích để người xem không bị nhầm lẫn giữa Dilophosaurus và Velociraptor. Dù vậy thì những chế cháo này lại quá ấn tượng và in sâu trong lòng khán giả hơn là hình ảnh của Dilophosaurus trên thực tế. Bản thân các nhà cổ sinh vật học như Samuel Paul Wells dù vẫn chỉ ra những điểm khác thực tế của Dilophosaurus trên phim, nhưng cho rằng đó chỉ là những chi tiết nhỏ và đã giúp Dilophosaurus được mọi người nhớ đến nhiều hơn, và điều đó khiến ông hạnh phúc. Vâng, vừa rồi là những gì bạn cần biết về Dilophosaurus, dù vẫn còn rất nhiều điều nữa mà video này chưa thể nói hết. Hy vọng rằng các bạn thích video này và đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, đồng thời nhớ theo dõi để luôn cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.